Đây là tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05KK gạch ngang TNCN ban hành kèm theo thông tư số 80/2021 thông tư của Bộ Tài chính. Đối với công ty mà có kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý từ năm 2021 trở về trước thì chúng ta sẽ áp dụng mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 05KK thông tư 92. Còn đối với công ty mà có kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý từ năm 2022 trở đi thì chúng ta chọn mẫu 05KK thông tư 80/2021. Các bạn nhớ lựa chọn đúng tờ khai thì phần mềm mới nộp được. Đối với thuế thu nhập cá nhân thì hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng là ngày 20 của tháng sau, còn nộp theo quý sẽ là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Căn cứ để chúng ta lập được tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ này thì các bạn căn cứ vào bảng lương của tháng hoặc là quý. Nếu như mà chúng ta làm bảng lương quý thì chúng ta căn cứ vào bảng lương của 3 tháng. Còn nếu như mà chúng ta lập tờ khai theo tháng thì chúng ta cũng căn cứ vào bảng lương của 1 tháng. Đối với công ty mà trích thuế thu nhập cá nhân kỳ này nhưng chi vào kỳ sau thì khi làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân các bạn lưu ý. Tôi giả sử như là tháng 3 tôi trích lương nhưng mà sang tháng 4 tôi mới chi lương của tháng 3. Thì khi mà làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý thì tôi sẽ kê khai số liệu của bảng lương tháng 1, tháng 2 và tháng 12 của năm trước. Còn tháng 3 thì tôi sẽ được kê khai vào quý 2 bởi vì tôi chi lương vào tháng 4. Theo như giáo trình thì ở đây chúng ta kê khai thuế theo quý và chúng ta trích quý nào và chi lương quý đó luôn. Do đó tôi sẽ lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 1, tháng 2, tháng 3 trong một quý luôn. Trước khi lập tờ khai thì chúng ta sẽ sum số tiền của 3 quý lại với nhau để xem được tổng số tiền là bao nhiêu. Thì chúng ta đặt con chuột vào sheet tháng 1 bảng lương của tháng 1 này. Tôi nhấn chuột phải mở copy cho chọn tháng 1, nhấn create a copy, nhấn ok. Lúc này tôi sẽ nhân bản lên được một bảng lương tháng 1. Tương tự bảng lương tháng 2, tôi cũng chọn mở copy chọn bảng lương tháng 2, create a copy, nhấn ok. Và bảng lương tháng 3 cũng tương tự. Tôi cũng chọn vào bảng lương tháng 3. Nhấn ok. Lúc này chúng ta sẽ được bảng lương của 3 tháng trong một quý. Chúng ta sang bảng lương tháng 1, chúng ta xóa những cái dòng thừa đi. Bảng lương tháng 2 tương tự cũng vậy, chúng ta cũng xóa những cái dòng thừa đi. Sang bảng lương tháng 3, chúng ta cũng xóa những dòng thừa đi. Như vậy là chúng ta thấy bảng lương của 3 tháng đều bắt đầu từ dòng số 1 và kết thúc bằng dòng số 15. Sau khi chúng ta sửa xong rồi, thì chúng ta nhân bảng một bảng lương của tháng nào đó lên. Chúng ta cũng chọn mở copy. Và lúc này tôi sẽ sửa lại tháng 3 là quyết toán thuế. Tôi xóa những cái thông tin ở trên bảng lương quyết toán thuế này đi. Tôi đặt con chuột vào cột đầu tiên của dòng họ tên. Sau đó tôi vào data chọn consolidate. Sang bảng lương tháng 1 mà tôi vừa chỉnh sửa, tôi đặt con chuột ở dòng họ tên, nhấn bôi đen cả bảng đến cột ký nhận. Sau đó tôi nhấn add. Sang tháng 2, số dòng, số cột tương ứng với tháng 1, do đó tôi nhấn add. Và sang tháng 3 cũng vậy. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta lập bảng lương thì nhân viên nào thuộc dòng nào thì các bạn phải giữ nguyên dòng đó. Tôi ví dụ như là Nguyễn Anh Dũng thuộc dòng thứ 14 thì tất cả các bảng lương trong năm phải nằm ở dòng thứ 14. Còn nếu như các bạn muốn thêm nhân viên mới vào thì chúng ta sẽ thêm ở bên dưới. Sau đó chúng ta chọn left column và nhấn ok. Thì lúc này số liệu được tổng hợp tất cả lên trên bảng lương tổng này và chúng ta dùng hàm sum để chúng ta cộng lại số liệu ở giữa các cột lại với nhau. Sau đó các bạn kéo thanh cuốn sang bên phải. Lúc này chúng ta sẽ được số tổng và căn cứ vào số tổng này để chúng ta kê khai lên trên tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân quý hoặc là tháng. Ở đây tôi cộng của 3 tháng nên là tôi sẽ chọn là tờ khai quý. Căn cứ vào số liệu tổng này để chúng ta cập nhật lên trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Đối với việc cộng tổng
Tất cả bảng lương của 12 tháng thì các bạn cũng thao tác tương tự, đến khi nào hết tháng 12 thì thôi. Ở đây tôi có 3 tháng, do đó tôi chỉ xong của 3 tháng lại. Và kê khai, tờ khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta kê ở trên HTKK. Các bạn vào HTKK chọn thuế thu nhập cá nhân mẫu 05KK, thông tư 80. Chọn kỳ mà chúng ta cần lập tờ khai. Chọn tờ khai lần đầu nếu như mà chúng ta khai báo lần đầu. Còn chọn tờ khai bổ sung khi mà chúng ta làm tờ khai lần đầu rồi nhưng mà có sự sai sót. Thì lúc đó chúng ta phải làm tờ khai bổ sung. Thì khi đó chúng ta phải chọn tờ khai bổ sung. Còn ở đây tôi làm lần đầu nên tôi chọn tờ khai lần đầu và nhấn đồng ý. Lần lượt chúng ta điền số liệu lên trên tờ khai. Ở đây có tất cả là 7 nhân viên. Tôi điền tổng số lao động là 7. Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế. Thì chúng ta xem dòng nào mà có cá nhân bị tính thuế thu nhập cá nhân. Thì chúng ta đếm ra. Ở đây có 5 cá nhân bị tính thuế thu nhập cá nhân. Do đó tôi chọn là 5. Tôi điền vào chỉ tiêu số 19. Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân chỉ tiêu 22. Chính là tổng thu nhập chịu thuế của tất cả nhân viên trong công ty trong quý hoặc là trong tháng đó cộng lại. Thì ở đây là tổng thu nhập chịu thuế là 280.575.385 đồng. Tiếp theo là đến tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ chỉ tiêu 27. Chính là thu nhập chịu thuế của những nhân viên nào bị tính thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta cộng lại. Ở đây tôi cộng tổng thu nhập chịu thuế của 5 người bị tính thuế thu nhập cá nhân lại được 226.566.538 đồng. Và tổng thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ là 1.158.327 đồng. Chúng ta điền vào chỉ tiêu 30. Điền người ký vào là giám đốc. Và ngày ký ở đây tôi làm quý 1. Đó. Và hạn nộp tờ khai quý là ngày 30 tháng đầu quý sau. Do đó tôi để ngày là ngày 15 tháng 4. Tôi nhấn ghi và ghi dữ liệu thành công đúng hết rồi. Thì các bạn sẽ phải kết xuất ra phái XML để chúng ta nộp cho cơ quan thuế. Và nộp thì các bạn cũng nộp trên trang thuế điện tử .gdt.gov.vn. Và nộp xong thì chúng ta nhớ tra cứu xem nộp tờ khai thành công hay chưa. Còn về việc hạch toán trích thuế thu nhập cá nhân số tiền 1 triệu này thì khi mà hạch toán về trích lương, trích bảo hiểm thì tôi hướng dẫn cho các bạn về trích thuế thu nhập cá nhân luôn rồi. Nên là tại đây các bạn không cần phải hạch toán bút toán trích thuế thu nhập cá nhân nữa. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về tờ khai thuế thu nhập cá nhân kê khai theo quý trên phần mềm HTKK. Còn nếu kê khai theo tháng thì các bạn cũng làm tương tự như vậy.